Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2020, thì trong cái chuỗi video về đồ thờ cúng bằng gỗ mít cũng như gỗ gụ thì chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng mẫu sản phẩm nữa là ngai thờ bằng chất liệu gỗ gụ của nước Lào. Ngai thờ này theo thước cổ của các cụ thì gọi là ngai thờ một thước hai, và như theo thước đời mới bây giờ thì là kích thước dài là 61, chiều sâu là 50 và chiều cao là 87, được đục chạm kỹ tỉ mỉ. Chân thì chúng tôi đục đầu hổ phù và phần cổ thì chúng tôi chạm rồng trầu mặt nguyệt, phần bệ thì chúng tôi chạm chuyện tàu. Kích thước là dài 61, chiều sâu là 50, chiều cao là 87. Thì trong clip trước thì chúng tôi giới thiệu rất nhiều về những mẫu ngai thờ bằng gỗ mít. Gỗ mít là gỗ mít ta, được sơn son thép vàng cũng như là phần mộc chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi. Quý vị có thể tìm kiếm trên YouTube ngai thờ đồ gỗ Hiền Lành, hoặc quý vị truy cập vào fanpage Facebook đồ gỗ Hiền Lành để quý vị lấy hình ảnh để xem chi tiết hơn. Đây là mẫu ngai thờ vành đai là chúng tôi chạm rồng. Phần dưới là chúng tôi đi bằng cột tròn, cột tiện. Chân là chúng tôi đục hổ phù. Đây quý vị có thể xem kỹ, đây được đánh giá là một cỗ ngai thờ hàng kỹ về bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Chúng tôi đang còn rất nhiều những mẫu ngai thờ kích thước trên này bằng gỗ mita. Thì quý vị ưng mẫu sản phẩm nào quý vị hãy gửi về Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Chúng tôi giao và lắp hàng trên toàn quốc. Quý vị ở xa không về được thì chúng tôi sẽ gửi video mộc cho quý vị xem, và quý vị nên kiểm tra mộc trước khi sơn. Qua clip này thì chúng tôi cũng khuyên quý vị là không nên mua hàng sơn có sẵn vì quý vị không thể biết được chất liệu gỗ là như nào. Đó là quyền lợi của quý khách thì quý khách nên xem mộc trước khi sơn. Và đằng sau cổ ngai đây là những tượng tượng quan Ngọc Hoàng, Nam Tào Bắc Đẩu và quan đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ và quan đệ ngũ. Và trong clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu thêm quan Hoàng Bơ, quan Hoàng Bảy, quan Hoàng Mười. Đây là toàn thể và mẫu ngai thờ bằng chất liệu gỗ gụ, ngai thờ hàng kỹ, được đục chạm sắc nét. Quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi. Cơ sở đồ gỗ Yên Lanh nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hoặc quý vị có thể liên hệ theo hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật các cái video mới nhất về đồ thờ cúng bằng chất liệu gỗ gụ và gỗ mít, hàng mộc cũng như là hàng sơn. Quý vị có thể theo dõi trực tiếp được. Đây là toàn cảnh cái xưởng sơn đồ thờ của chúng tôi. Rất nhiều đồ thờ đã được lên màu để bàn giao cho quý khách trong dịp sắp tới. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành trên thị trường đồ gỗ online. Quý vị hãy bấm vào nút đăng ký kênh ở phía dưới màn hình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong